xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu cổng nhôm đúc mà bên mình đã thiết kế cho cái lâu đài. Thì thường thường mọi người nghĩ là những cái lâu đài là thể hiện sự hoành tráng, sự rộng lớn, sự tỉ mỉ. Nhưng ở đây cái cổng được thiết kế rất là đơn giản các bạn ạ. Đầu tiên các bạn có thể nhìn từ ngoài vào thấy chủ yếu trước cổng được thiết kế bằng những họa tiết là những thanh thẳng, không có phù điêu, khác biệt hoàn toàn so với những cái thiết kế gần đây. Gần đây thì các cái thiết kế thường thường là lấy những cái phù điêu ở hai bên cánh cổng, hoặc là phù điêu chống đồng, hoặc là phù điêu về sư tử. Nhưng cánh cổng này chúng tôi thiết kế hoàn toàn bằng những thanh trụ trơn nhỏ. Như các bạn nhìn thấy, đây là những thanh đã được chúng tôi làm tương đối nhỏ, chỉ có chiều ngang là 2,5 phân và chiều dày là 2 phân. Bên trên là đôi cánh đại bàng, thông thường sẽ được làm bằng phù điêu hoặc bạc, nhưng mà riêng ở đây thì chúng tôi có thiết kế cho gia chủ là thoáng. Chính cái sự thoáng này tạo nên cái không gian giao tiếp giữa phía trong của lâu đài và phía ngoài của lâu đài được thoáng hơn, rộng hơn, các góc nhìn tốt hơn ra phía hồ. Các bạn có thể quay về phía đằng sau mình, đây chính là cái hồ. Mà tại sao chúng tôi lại thiết kế cái cổng thoáng như vậy để giao tiếp giữa không gian của hồ và không gian của lâu đài trở nên gần gũi hơn. Trước cổng thì được chúng tôi sơn màu đồng cổ, đây là một cái màu rất là đẹp. Nhìn thoáng qua thì các bạn không thể thấy được cái vẻ đẹp của cái màu này, nhưng mà càng để về lâu những cái màu đồng như này nó càng đẹp, nó trường tồn với thời gian, nó bền bỉ, nó mãi mãi. Như ngày xưa các bạn dùng cái gỗ lim ấy, càng dùng càng bóng càng đẹp, thì cái màu đồng cổ này nó cũng giống như thế. Các bạn dùng 5 năm, 10 năm thì những cái mẫu màu nó không có sự thay đổi. Đấy. Và đặc biệt là cái sản phẩm này là chúng tôi làm rất kỹ nên đến thời điểm này là 5 năm rồi nhưng mà không được bong chóc sơn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Còn nguyên. Còn nguyên. Để mà thiết kế một bộ cổng cho cái lâu đài như này thì chúng tôi rất là kỳ công. Kỳ công từ khâu thiết kế để làm thế nào nó hài hòa giữa cái không gian của cái lâu đài cũng như thiết kế tổng thể của lâu đài so với cái cổng, tránh hiện tượng cái cổng nó lấp đi những cái vẻ đẹp bên trong của cái lâu đài và cái sự thoáng từ bên trong ra. Bên cạnh đó là những cái sự tỉ mỉ trong những đường nét của sản phẩm. Đây các bạn thấy những cái đường nét của sản phẩm được chúng tôi làm rất tỉ mỉ. Tỉ mỉ. Phía dưới là những thanh nhỏ. Nếu các bạn có nhu cầu làm về cổng nhôm đúc cho lâu đài thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số điện thoại 0946 266 860. Chúng tôi sẽ lên thiết kế cho lâu đài của quý vị. Xin chào quý vị.